Hiện nay á, bên Thiên Vũ còn có thể những cái amply đó tận dụng để có thể là chuyển đổi giữa được việc mà karaoke với lại cái xem phim và nghe nhạc luôn các bạn. Đó, như vậy là chúng ta chỉ cần một thao tác chỉ trên remote thôi, chúng ta có thể tạo ra một cái phòng xem phim có thể là nghe nhạc được, karaoke được và xem phim được. Đó. Hello, bây giờ chính là tập 5 của series về phòng phim gia đình. Các bạn thấy những cái tập series này nếu mà hay, đừng quên bấm like và subscribe channel Thiên Vũ để xem nhiều kiến thức chia sẻ và nhiều cái mình tư vấn cho mọi người, thì cho tất cả các bạn có thể follow được, chúng ta có thể có thêm kiến thức để chúng ta chọn những sản phẩm phù hợp mang về gia đình của mình và chúng ta vui vẻ với những cái quyết định của mình là chính xác vì chúng ta đều có kiến thức mà, đúng không các bạn? Ok, thì cái chủ đề của tập 5 này thì Vũ sẽ nói về cái vấn đề amply, receiver xem phim trong gia đình. Hiện nay á các bạn, amply receiver trong xem phim gia đình á, nó sẽ có hai dạng. Một là dạng all in one, hai là dạng cực kỳ chuyên nghiệp. Cực kỳ chuyên nghiệp thì nó sẽ có bao gồm một cái receiver và bao. Và đối với người Việt hiện nay á, là cái dạng á, đầu tiên all in one là được những cái phòng phim gia đình phổ biến nhất, xài nhiều nhất tại các bạn vì nó tích hợp tất cả đủ. Thì hiện nay á, những cái dạng này á, nó có như một số thương hiệu, ví dụ như Denon nè, Yamaha nè, Marin nè, hay Camaric nè, hay là Atom nè. Đó, rất là nhiều về cái amply chuyên về xem phim. Thì mỗi cái amply này á, đều là những cái chiếc amply thông minh cả. Nó có thể, các bạn có thể tích hợp rất là nhiều ngõ. Ví dụ như là các bạn có thể xem phim được nè, các bạn có nghe nhạc nè, có hỗ trợ được những cái kết nối Bluetooth, ePlay, Music Server, rất là nhiều thứ. Và những cái ngõ hỗ trợ cho những thiết bị ngoại vi bên thứ ba được rất là nhiều, tích hợp trong một cái chiếc amply, tất cả trong một như vậy. Nên cái về cái amply á, all in one vẫn là một thứ gì đó được người dùng Việt tiêu thụ cũng như là lựa chọn nhiều nhất vì nó rất là dễ dùng đó các bạn. Hiện nay á, bên Thiên Vũ còn có thể những cái amply đó tận dụng để có thể là chuyển đổi giữa được việc mà karaoke với lại cái xem phim và nghe nhạc luôn các bạn. Đó, như vậy là chúng ta chỉ cần một thao tác chỉ trên remote thôi, chúng ta có thể tạo ra một cái phòng xem phim có thể là nghe nhạc được, karaoke được và xem phim được. Đó, nó rất là linh hoạt đúng không các bạn? Và một cái tâm lý á, mình chia sẻ về cái receiver xem phim. Thì ngày trước á, là receiver xem phim á, nó nói về chuyên nghe nhạc á, thật sự nó không chuyên. Thường thường nếu mà nói về chuyên nghe nhạc thì cái amply nó chỉ có hai kênh và nó là analog và nó rất là đơn giản. Nó không có đầy đủ. Nên cái mọi thứ á, và cái công suất cũng vậy. Công suất của nó là nó dồn cho hai kênh. Nhưng mà đối với amply mà receiver xem phim á, thì bây giờ á, nó cũng nghe nhạc rất là hay nha các bạn. Nhưng mà nói về để độ chuẩn á, thì nó sẽ không chuẩn được nghe nhạc đâu các bạn. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều thứ cho một cái amply mà nó làm được tốt cho từng mảng và từng mảng chuyên các bạn. Tại vì cái amply receiver xem phim á, nó đã chia cái khoảng cái công suất của nó cho rất là nhiều kênh rồi. Nên về cái phần nội lực cho hai cái kênh Black Bright á, nó không đủ nội lực, nó không có đủ công suất để đánh và thổi ra cái màng lo đánh một cái lực căng dày khỏe và đầy đặn về xử lý chi tiết được giống như những cái amply xem hai, những chiếc amply mà nghe nhạc hai kênh đó, Vũ phân tích các bạn. Nhưng mà chiếc amply này vẫn được rất là nhiều khách hàng ở Việt Nam chúng ta chọn để nghe nhạc, để có thể linh hoạt được giữa việc giải trí. Nên cái việc all in one như thế này á, thì các bạn thấy những chiếc amply như vậy các bạn có thể dùng cái điện thoại chúng ta stream qua nghe nhạc mà không cần dùng remote, nó có thể kết nối được wifi, rất làm rất nhiều thứ. Nên cái việc mà khách hàng Việt chúng ta chọn những amply như thế này rất là nhiều là đúng và rất là hợp lý. Và một dạng thứ hai mà Vũ chia sẻ với các bạn đó chính là cái phần hạn chế của bộ chuyên nghiệp. Đối với những cái bộ chuyên nghiệp so với cái bộ mà amply mà tích hợp đầy đủ all in one đó các bạn, thì cái amply á và cái bộ mà chuyên nghiệp á, nó sẽ có một cái bộ giải mã về xử lý tín hiệu của phim riêng và những cái công suất nó được đánh rời hết qua những cái cục đẩy, cục main, những cái cục power để nó đánh ra loa. Còn đối với cái mà cái all in one á, thì công suất được nằm ở trong luôn, bộ giải mã được nằm trong một cái đó luôn. Thì đó là cái sự khác biệt nhất và mà giữa cái bộ chuyên nghiệp và cái bộ mà tích hợp all in one đó. Thì về giá thành cũng vậy các bạn, thì về giá thành á thì đương nhiên rồi, chúng ta mua quá nhiều thiết bị của bộ chuyên nghiệp nó bao gồm là cái rề riêng nè,
rồi rất là nhiều cái bao, vì một cái bao nó chỉ chịu được có hai cái loa các bạn, nhưng mà một phòng phim có thể đạt đến tới 14, 12, 15, 16 cái loa, thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ mất rất là nhiều chi phí, rất là nhiều tiền cho một cái phòng phim như vậy với cái công suất rất là lớn. Tại vì những phòng phim mà với cái series lớn hay đánh những cái nội lực lớn thì những cái âm ly mà nhỏ mà tích hợp đầy đủ như vậy nó không có đủ nội lực để đánh được cái những cái bộ phim nó đầy đặn và nó lực nhất có thể. Đó là lý do. Nhưng mà thật ra đối với phòng phim gia đình á, các bạn nên xài all in one là được rồi. Chúng ta không cần nhất thiết phải bộ chuyên nghiệp đó quá đâu, vì giờ all in one càng ngày những cái công nghệ càng phát triển rất là tốt, và bao bây giờ những cái cục âm ly mà tích hợp luôn cả cái công suất bên trong á, bây giờ nó cũng càng ngày nó càng khỏe lên rồi, nên vẫn đáp ứng cho cái việc nhu cầu những phòng phim gia đình chuyên nghiệp ở Việt Nam mình, thì vậy cũng gọi là chuyên nghiệp rồi. Trừ khi những cái phòng mà những cái nhu cầu rất là lớn, thì những cái phòng phim mà đầu tư cả tỷ đến 2 tỷ thì nó lại khác nha các bạn, về phần nghe thôi chứ chưa nói về phần hình ảnh thì rất là nhiều, và nào rồi về thương hiệu nữa các bạn, về brand nữa, nó rất là nhiều thứ để tạo ra một cái giá tiền như vậy. Ok, chốt vậy thì thật ra nếu mà chúng ta đang có nhu cầu về phòng phim gia đình, chỉ có kinh phí khoảng tầm 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 những khoảng đó, thì chúng ta cứ sử dụng cái âm ly all in one là được rồi, rất là ngon và chọn một công suất rất là lớn. Rồi vấn đề âm ly á, cái nào nó cũng xử lý cả, và cái độ hay của những cái âm ly xem phim các bạn nhận diện đó, như các bạn cái sự khác nhau của những cái âm ly á, giữa các thương hiệu á, thì đa phần á họ đang đấu với nhau về công nghệ. Đặc biệt á, thị trường đang hot và đang trải nghiệm mượt mà nhất là Yamaha và Denon. Hiện nay có Atom nữa, nhưng mà Atom đang thua về cái thương hiệu ở thị trường Việt Nam các bạn. Denon và Yamaha vẫn là hai cái được đang được Denon là đang được chọn ở người dùng Việt Nam hết, vì nó dễ dùng và cái mực độ cái trải nghiệm của cái âm ly Denon nó mượt mà hơn, những cái công nghệ nó không có bị lỗi vặt. Đó. Nó không có bị lỗi vặt và nó chạy rất là mượt mà, rất là trơn tru, khi mà khách hàng sẽ không có bị khó chịu. Nhưng không phải Denon là hay nhất nha các bạn lưu ý. Denon không phải hay nhất. Ví dụ chúng ta sẽ có thêm ví dụ như là Atom. Atom nếu mà về so về cái góc độ mà âm thanh, góc độ về công suất, góc độ về nội lực, góc độ về chất lượng mà trải nghiệm á, thì Atom sẽ hơn Denon về chất lượng âm thanh và cái nội lực cũng như là cái trải nghiệm. Nó rất là thật các bạn. Nói chung là mỗi hãng và mỗi nhà hãng họ sẽ đi theo một cái nguồn khách hàng, một cái tệp khách hàng riêng, và hãng này sẽ thích theo kiểu khách hàng như vậy, thì đối với Atom sẽ tập trung vào chất lượng trải nghiệm và chất lượng âm thanh, còn đối với Denon họ sẽ tập trung về cái chất lượng của người dùng, cái trải nghiệm của người dùng nó dễ dàng, dễ sử dụng và đầy đủ. Nhưng nếu mà khách hàng nào đang trải nghiệm về muốn tích hợp đầy đủ mà không quan trọng về âm thanh đó, chúng ta đừng nên chọn Atom. Ở đây mình review một cái cách công tâm nhất, mình không phải là tư để đạp Atom xuống, vì mình cũng có bán Atom, mà là Atom thì dành cho những ai đam mê về độ chất lượng của âm thanh. Còn nếu mà về trải nghiệm mà những tính năng stream nhạc hay là phim que hay là độ hoạt động á, hay là giao diện á, nó không có bằng so với Denon. Denon vẫn thân thiện hơn đối với người dùng Việt Nam, mọi thứ và cái trải nghiệm rất là dễ. Đó, thì Vũ vừa chia sẻ với các bạn về một số thương hiệu, về một số cái công nghệ cũng bên trong của những chiếc âm ly. Mình nói ở đây và mình không có soạn kịch bản gì cả, mình giống như mình đang tư vấn và phân tích cho các bạn hiểu đang theo dõi kênh, để chúng ta biết chọn cái âm ly xem phim nào là phù hợp với mình và có nhu cầu nào. Đó, nên mình mong muốn là những cái chia sẻ này của Vũ sẽ mang được nhiều giá trị cho các bạn và cũng như là khách hàng của mình. Nếu các bạn cần tư vấn thì các bạn có thể liên hệ với hotline của công ty. Ok. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái tập tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe và đăng ký kênh để theo dõi những cái tập khác hay hơn và nhiều hơn. Xin chào, bye bye.